lực lượng chức năng bất ngờ ập vào kiểm tra một quán karaoke ở miền Tây vào lúc rạng sáng thì phát hiện gần 100 nam thanh, nữ tú dương tính với ma túy. Kon Tum, lái xe dùng thuốc Tây nên dương tính với ma túy. Theo thông tin ban đầu, rạng sáng mùng 7 tháng 4, Công an thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau bất ngờ kiểm tra quán karaoke Gossip trên địa bàn phường 5, thành phố Cà Mau. Quán karaoke Gossip nơi phát hiện gần 100 người dương tính ma túy, ảnh Hoàng Giang. Sau đó, cơ quan chức năng đã phát hiện một số bịch ni lông có chứa tinh thể màu trắng nghi là ma túy đá nằm nhiều nơi trong phòng karaoke và nhiều người nghi sử dụng ma túy. Phát hiện chất ma túy mới thu được của học sinh, sinh viên, đồng thời khi kiểm tra phòng chứa đồ của cơ sở trên còn phát hiện thêm nhiều hung khí như gậy gỗ, dao tự chế và 300 viên nén nghi là thuốc lắc. Lúc này, lực lượng làm nhiệm vụ đã mời các đối tượng về làm việc. Qua thử test nhanh, phát hiện 96 người dương tính với ma túy. Hiện, sự việc đang được điều tra làm rõ và xử lý theo quy định của pháp luật. 17 thanh niên nam nữ dương tính với ma túy trong hai phòng nhà nghỉ.